Thái tử Nguyễn Phúc Bảo Long, vị hoàng tử cuối cùng của chế độ quân chủ trong lịch sử Việt Nam. Các bạn thân mến, Thái tử Nguyễn Phúc Bảo Long là một trong năm người con của vua Bảo Đại và Nam Phương Hoàng hậu. Ông được vua Bảo Đại sắc phong làm thái tử và là vị hoàng tử cuối cùng của triều đại phong kiến nhà Nguyễn, cũng là vị hoàng thái tử cuối cùng của quân chủ Việt Nam. Vậy, cuộc đời của vị thái tử này ra sao? Hãy cùng Chân Dung Lịch Sử tìm hiểu trong video ngay sau đây. Một, tiểu sử của Thái tử Nguyễn Phúc Bảo Long. Thời thơ ấu. Thái tử Bảo Long được sinh ra vào đêm ngày 4 tháng 1 năm 1936 tại Điện Kiến Trung trong Đại Nội Huế. Ngày 7 tháng 3 năm 1939, Thái tử Bảo Long được phong Hoàng Thái tử khi chỉ mới 3 tuổi và bắt đầu học với nhà văn Ưng Quả, vị hoàng thân uyên bác thuộc phủ Tuy Lý Vương. Theo tư liệu của một giáo sư sử học công giáo cho biết, Bảo Long đã được chịu phép rửa tội âm thầm và được đặt tên theo bổn mạng tên thánh là Philip. Vua Bảo Đại thì không giấu giếm gì việc cho Thái tử Bảo Long đi học trường bên đạo. Ông không đắn đo gì về việc này vì cho rằng đó là trường tốt nhất, thực hành nền giáo dục phương Tây, trong lúc ở Trung Kỳ không có trường nào dạy dỗ trẻ em tốt hơn các trường học do nhà thờ tổ chức. Mỗi tối, Thái tử Bảo Long phải vào phòng mẹ cùng đọc kinh cầu nguyện. Còn hàng tuần, có linh mục tới làm lễ riêng cho Nam Phương Hoàng hậu cùng Thái tử Bảo Long. Vì vậy, ngay từ nhỏ, Thái tử Bảo Long đã thuộc kinh bổn đạo Chúa rất thành thạo và siêng đọc kinh cầu nguyện với mẹ. Những lúc nói chuyện bằng tiếng Pháp là những lời bà Nam Phương dạy con về luật giữ đạo, về tín điều của đạo công giáo. Thái tử Bảo Long ở cách cung Diên Thọ của Thái hậu Từ Cung vài trăm mét. Mỗi lần đến, Thái tử Bảo Long ngồi cáng, sáu thị vệ theo hầu và phải mặc nam phục áo dài thêu, quần lụa, khăn đóng. Mỗi lần đến thăm bà nội, mỗi đứa cháu đều mang phẩm vật biếu bà, thường là lụa và đồ sơn mài. Thái hậu ngồi đợi các cháu trong căn phòng lớn, vừa làm chỗ chơi bài, vừa ngủ. Bà ngồi trên một chiếc ghế bành rộng. Các cháu đến không được ôm hôn mà phải chắp tay lạy bà theo kiểu Việt Nam. Sau đó là bà hôn trán mỗi cháu. Đó là kiểu hôn ở An Nam. Thái tử Bảo Long là người trầm tính nên cũng ít nói chuyện với mọi người. Chỉ khi có ai hỏi thì mới trả lời. Nếu các quan trong triều muốn nói chuyện với bà Nam Phương và Thái tử Bảo Long cũng phải dùng tiếng Pháp vì bà Nam Phương rất ít dùng tiếng Việt. Ngoài ra, từ nhỏ, Thái tử Bảo Long đã ít khi tham gia các nghi lễ Phật giáo mà dự những nghi lễ theo lối Tây Phương và nói chuyện với các quan Tây. Thời niên thiếu. Sau ngày vua cha Bảo Đại thoái vị đánh dấu việc kết thúc nhà Nguyễn, Thái tử Bảo Long cùng với các em là Nguyễn Phúc Bảo Thắng, Nguyễn Phúc Phương Mai, Nguyễn Phúc Phương Liên, Nguyễn Phúc Phương Dung theo Hoàng hậu Nam Phương về cung An Định sống và học tại trường Đồng Khánh. Vốn sinh hoạt trong gia đình với cha mẹ chỉ nói tiếng Pháp, nên sau ngày cách mạng tháng 8 năm 1945, Thái tử Bảo Long phải cố gắng lắm mới học được tiếng Việt. Thỉnh thoảng, Thái tử Bảo Long bị các cô giáo ở trường tiểu học Đồng Khánh phạt quỳ úp mặt vào tường và ngoan ngoãn chấp hành. Nhiều hôm đi đón con, Hoàng hậu Nam Phương thấy con bị phạt đau lòng lắm, nhưng cũng phải quay mặt đi để cho con thi hành xong giờ phạt. Ngoài giờ học, Thái tử Bảo Long cùng chơi với học trò thường dân, hát tiến quân ca, tập đánh trận. Năm 1947, chiến tranh Pháp-Việt nổ ra. Nam Phương Hoàng hậu đem các con đến Torrens de Canes thuộc vùng biển Côte d'Azur, Pháp, sinh sống. Năm 1948, sau khi sang Pháp, bà Nam Phương quyết định cho Thái tử Bảo Long vào học trường École de Rochers tại Malacca, thành phố Pau. Ngôi trường danh tiếng có kỷ luật rất nghiêm khắc, được nhà thờ công giáo bảo trợ. Bà rất hiểu tính nết bướng bỉnh khó bảo của con trai, hy vọng học trường này con bà sẽ trở nên thuần thục hơn. Thái tử Bảo Long cố gắng khép mình vào kỷ luật học đường, song tước vị hoàng tử kế nghiệp cũng cho cậu hưởng được một số đặc quyền. Mỗi buổi sáng, cậu được tắm nước nóng, trong khi các bạn cùng lớp thì phải tắm nước lạnh. Khẩu phần bữa tối cũng được ưu tiên, được chia nhiều thức ăn hơn, nhiều sô-cô-la hơn. Có lần Thái tử Bảo Long còn đem chia bớt cho các bạn. Thái tử Bảo Long nhanh chóng hòa nhập với tập thể, giỏi văn học, ngôn ngữ như tiếng Hy Lạp cổ. Ngược lại, về toán và các môn khoa học tự nhiên thì kết quả bình thường. Tuy nhiên cũng nhiều lần đứng hàng đầu trong bảng tổng xếp hạng. Thời gian đầu, các thầy cô giáo và bạn học lúng túng không biết xưng hô thế nào cho phải với tước vị cao quý của Thái tử Bảo Long.
Cuối cùng, hiệu trưởng chọn tên Philip để đặt cho ông, gốc từ tiếng Hy Lạp hippos, có nghĩa là ngựa. Thái tử Bảo Long vốn mê cưỡi ngựa, nên khi được hỏi ý kiến đã về thưa lại với mẹ. Cuối cùng, cả hai đều đồng ý. Thái tử Bảo Long chỉ có ba người bạn thật sự gọi là thân thiết. Ông thích thể thao, biết chơi nhiều môn. Đây cũng là đặc thù của nhà trường, vì phần lớn các buổi chiều đều dành cho hoạt động thể thao. Thái tử Bảo Long được lòng bạn bè, nên từ lớp đệ nhị bậc trung học, ông được chỉ định làm lớp trưởng. Năm 17 tuổi, Thái tử Bảo Long đỗ tú tài triết học, nhưng vẫn luôn luôn có cảnh binh đi kèm. Sau này, Thái tử Bảo Long kể lại: "Tôi phải sống ngăn cách với thế giới xung quanh, có cảnh binh bảo vệ. Mặc dù ở Cannes là cả một thế giới ăn chơi, có ô tô sang trọng, có máy bay riêng, có gia nhân đầy tớ. Tóm lại, tôi không hiểu sao người ta lại bắt tôi sống trong ký túc xá trường Rochester. Kỷ luật khắc khe, thiếu thốn mọi thứ. Sau này tôi mới hiểu, chính mẹ tôi muốn tránh cho tôi khỏi bị nuông chiều quá, tránh cuộc sống phóng đãng như cha tôi, một lối sống đã gây cho bà nhiều đau khổ." Dù bị mẹ kiểm soát, Thái tử Bảo Long vẫn rất giống người cha về tính ăn chơi và thích xài xe hạng sang. Khi Bảo Đại tặng con trai một chiếc Jaguar 7 nhân dịp sinh nhật, Thái tử Bảo Long đã lập tức đòi đổi sang chiếc khác cùng một nhãn hiệu nhưng là kiểu thể thao đời mới, có số series XK120. Loại đầu tiên đã vận tốc khoảng hơn 200 km/h. Với chiếc xe siêu hiện đại này, trong 2 năm, từ 1949 đến 1951, Thái tử Bảo Long đã gây ra 12 vụ tai nạn. Khoảng năm 1950, Thái tử Bảo Long trở thành mục tiêu cho một vụ bắt cóc. Nhờ sự can thiệp của chức trách địa phương ở Paul nên Thái tử Bảo Long mới thoát nạn. Từ đó, chính quyền sở tại luôn cho hẳn một toán an ninh bảo vệ Thái tử Bảo Long. Riêng Thái tử Bảo Long không dám đi xe riêng nữa mà phải đổi xe luôn để phòng ngừa. Năm 1953, Thái tử Bảo Long được phong Hoàng Thái tử để chuẩn bị kế thừa chức vị khi Bảo Đại tạ thế. Cũng trong thời gian này, nữ hoàng Elizabeth II của Anh lên ngôi, ông có sang London để dự lễ. Năm Thái tử Bảo Long 18 tuổi, đã có lần ngỏ lời với cha mẹ là muốn gia nhập trường võ bị Đà Lạt tại Việt Nam. Vua Bảo Đại không cho và bắt phải nhập ngũ trường võ bị của người Pháp. Vua Bảo Đại cũng cho Thái tử Bảo Long vận quân phục ngự lâm của Việt Nam và mang hàm đại tá để chụp ảnh in lên con tem phát hành tại Việt Nam vào năm 1953. Sự thật, Thái tử Bảo Long chưa là sĩ quan ngự lâm quân bao giờ, mà chỉ mặc quân phục có một giờ để chụp ảnh. Đến tháng 10 năm 1954, Thái tử Bảo Long mới chính thức nhập ngũ trường võ bị Saint-Cyr ở Quedquidan, Pháp. Thái tử theo học tại trường võ bị của Pháp, nhưng với tư cách là sinh viên của quân đội Việt Nam, nên sau khóa học mãn khóa, có thể tự chọn đơn vị mà không phải gửi ra mặt trận chiến đấu. Những ngày còn học ở quân trường, Thái tử Bảo Long tỏ ra rất buồn và chán nản. Ông rất ít trò chuyện với những sinh viên đồng khóa. Năm học thực hành kết thúc, xa Samur, xa bầy ngựa, ông nghĩ đến một cái chết nhanh chóng, nếu có thể, phải là cái chết vẻ vang. Thái tử Bảo Long không vượt qua được nỗi đau mất nước và quên đi thất bại thảm hại của cha ông. Đệ nhất nam nhân xứ An Nam. Thái tử Bảo Long là một người thông minh, sáng dạ, am hiểu văn học, ngôn ngữ, đặc biệt là thành thạo cả tiếng Hy Lạp cổ. Theo như nhiều tài liệu ghi chép lại, Thái tử Bảo Long là người khá trầm tính, rất thích cưỡi ngựa và chơi các môn thể thao ngoài trời. Vì thế, ông có một thân hình cường tráng với tỷ lệ cơ, chuẩn, chắc, đẹp. Thái tử Nguyễn Phúc Bảo Long được mệnh danh là đệ nhất nam nhân xứ An Nam bởi vẻ đẹp chuẩn mực, sở hữu đôi mắt một mí tiêu biểu của người châu Á. Nhưng ánh nhìn của đôi mắt ấy luôn quyết đoán và tinh anh. Chiếc mũi cao vút, thẳng tắp của Thái tử Bảo Long là minh chứng rõ nhất của sự ví von dân gian, sóng mũi dọc dừa, kết hợp hoàn hảo cùng hàng mày rậm ngang, càng làm tôn thêm vẻ nam tính. Xương quai hàm vuông góc cạnh nhưng không gồ ghề khiến tổng thể khuôn mặt Thái tử càng thêm hoàn hảo tột bậc. Vì vậy không quá khó hiểu khi nói rằng nhân vật lịch sử này đã khiến hàng vạn trái tim thiếu nữ cùng thời phải thổn thức. Trải qua nhiều thập kỷ, các nét đẹp trên khuôn mặt của vị thái tử ấy cũng không sâu lệch với chuẩn đẹp hiện đại. Thế hệ những người đi sau, khi xem lại tư liệu ảnh, ắt cũng phải trầm trồ ít nhiều bởi nhan sắc không thua bất kỳ tài tử nào của vị thái tử cuối cùng của đất An Nam. Phải không các bạn? 2. Sự nghiệp của Nguyễn Phúc Bảo Long. Sau ngày tốt nghiệp, ông gặp một biến cố lớn. Vua Bảo Đại bị Ngô Đình Diệm phế truất.
tài sản riêng của cha ông ở cả Pháp và Việt Nam bị chính quyền Ngô Đình Diệm tịch thu. Thái tử Bảo Long trở thành một người sống lưu vong. Giấy tờ duy nhất còn giá trị mà ông có là hộ chiếu ngoại giao cho công dân Liên Hiệp Pháp. Quân đội Pháp không công nhận ông là sĩ quan Pháp mà chỉ là một sĩ quan ngoại quốc. Phận uất, ông tham gia đi lính Lê Dương Pháp, chiến đấu ở Algeria. Tại chiến trường, ông chỉ huy một chiến xa trinh sát EPR. Trong quá trình chiến đấu, được quân đội trao tặng hai huy chương, được phong trung tá danh dự của trung đoàn ngự lâm quân và đại tá danh dự của vệ binh hoàng gia. Việc một hoàng thái tử đi lính nước ngoài đã gây nên những lời phê phán từ Nguyễn Phúc Tộc và nhiều người Việt khác. 10 năm sau, Thái tử Bảo Long được giải ngũ, nhưng ông vẫn tỏ ý muốn ở lại để chết trên chiến trường. 3. Cuộc đời bi thương của hoàng tử cuối cùng của chế độ quân chủ trong lịch sử Việt Nam. Sống ẩn dật lặng lẽ đến cuối đời, không vợ không con. Thái tử Bảo Long rời quân đội làm việc trong một chi nhánh ngân hàng có hội sở giao dịch khá to và đẹp trên đại lộ Opera. Là người có tài, có kinh nghiệm dày dạn trong việc làm cho tiền của mẹ ông sinh sôi, Nguyễn Phúc Bảo Long phụ trách công việc đầu tư tiền của khách hàng ra nước ngoài, đem lại lợi ích cho họ. Đến giờ ăn trưa, thái tử dừng lại trước một quầy hàng có mái che, do dự rồi bước vào mua một bánh mì kẹp thịt để ăn trưa như tất cả mọi người. Từ văn phòng ngân hàng, Thái tử Bảo Long quản lý tài sản thừa kế của mẹ, quan tâm đến việc sinh lợi, giữ được đôi chút ổn định sau bao nhiêu bão tố. Thái tử sống trong một căn hộ đẹp ở đường Marais. Chưa bao giờ lập gia đình, cũng không có con cái, Thái tử Bảo Long luôn luôn day dứt vì cuộc sống lưu vong. Cuộc sống nhiều tai tiếng của vua cha, suốt từ thời trị vì đến lúc sau này thân bại danh liệt lúc về già ở nước ngoài. Năm 1980, vua Bảo Đại xuất bản cuốn hồi ký Con rồng An Nam, hỏi mượn Thái tử Bảo Long quốc ấn để đóng vào bìa sách. Thái tử Bảo Long kiên quyết không đồng ý, nên vua Bảo Đại quá tức giận, phát đơn kiện con trai để đòi lại ấn. Nhưng tòa xử Thái tử Bảo Long thắng kiện. Cha và con trai gần như đoạn tuyệt quan hệ. Thái tử Bảo Long từ đó rất hiếm khi gọi điện thăm hỏi cha. Trong đám tang của vua Bảo Đại, Thái tử Bảo Long, người đã được tấn phong kế vị ngai vàng từ năm 1936, đứng ở bên linh cữu. Nhưng khi tang lễ kết thúc, trong tiếng đàn ống lớn của nhà thờ vang lên, ông không đi theo cùng đoàn tang như truyền thống đòi hỏi. Thái tử Bảo Long gần như không muốn mọi người nhìn thấy, kín đáo bước ra khỏi nhà thờ bằng một cửa ngách. Cộng đồng người ở Paris không biết gì mấy về một ông hoàng bí ẩn, giữ kẽ. Một cáo phó trên báo Le Monde de Pháp cho biết Hoàng Thái tử Bảo Long đã qua đời vào ngày 28 tháng 7 năm 2007 tại Bệnh viện Saint Pháp. Lễ an táng được tổ chức vào ngày 2 tháng 8, chỉ bao gồm những người thân thích của gia đình. Các bạn vừa theo dõi Nguyễn Phúc Bảo Long, hoàng tử cuối cùng của chế độ quân chủ trong lịch sử Việt Nam. Hãy để lại cảm nhận của bạn về nhân vật này xuống phía dưới phần bình luận nhé. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.